cái đầu là cũng hơi xỉn rồi, thì con cũng có xỉn đâu, thì con ngã ngớn, đâu có uống nhiều em. Giả bộ xỉn, xỉn quá xỉn quá là, nhưng mà thật sự đang rất tỉnh. Hôm nay là con lần đầu tiên con kể luôn, ông cũng không biết đâu. Cái đầu để đỡ này là pha nước này là cho con uống để giải sẽ giải tỉnh anh. Xong cái đang nằm như nè, cái dựa dựa vô nằm lấy. Dạ, tự nhiên nó nằm ghế salon, thì con phải nói là hơi ngã ra ở ghế ví dụ vậy đó. ông đưa ly nước cái uống nước chút để này, cái này giả bộ con té một cái thì ông đỡ thì thôi, rồi ôm luôn rồi cái hôn thử coi sao. Tại vì mình phải hôn, mình chạm vô cái môi để mình biết được là cái tần số có đúng điện hay không đó, cái điện nó có đúng âm dương hay không. Ok, như con nhiều khi âm sao đúng không, dạ đúng luôn.